tỷ phu, chúng ta có giống dấn thân vào chỗ chết không? Người hát lại vui vẻ lắm mà. Tỷ phu nghe kìa, hình như chúng đến rồi. Nhiều đạn mà, cứ việc bắn đi. Được, bắn chúng đi. Đại soái, bên kia đã nổ súng rồi. Đại sư huynh, huynh chắc chắn kim giáp cương thi sẽ đến chứ. Đây là ngôi nhà tổ của sư phụ, có chân khí của đạo gia. Hắn sẽ cảm nhận được, hắn sẽ đến. Mau đi đi.
Tạm thông thiên sư trận. Nhất thỉnh Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhị thỉnh Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Tam thỉnh Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Gấp gấp như luật lệnh. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Thiên thanh địa minh, bảo kiếm nghe lệnh, hợp tam vi nhất, thần kiếm sát ma, cấp cấp như luật lệnh. Thử. Kẻ học đạo tá thân vì nghĩa là đại thành. Nếu tôi đoán không lầm, Cam Bảo là ông của anh phải không? Thì ra bọn họ đã trải qua một chuyện nguy hoàng như vậy. Anh Hào, anh Quang. Này chàng thanh niên, sau này cố gắng nhé. Chúng tôi già rồi, nhưng lúc còn trẻ cũng hay lắm đó. Chúng tôi đang vội, chúng tôi đi đây. Tạm biệt. Sau này tôi có chuyện hai gì ở đâu? Bye bye. Đi thôi. Bảo hồ luôn. Sao ông ấy thấy tôi vậy?